rồi, ngày 20 tháng 10. Và thưa quý vị, thay vì những lời chúc thì Mạnh Tùng mới thấy bây giờ có nhiều cách để mình thể hiện tình cảm của mình với một nửa lắm. Quý vị đã thấy bao giờ một võ sĩ, một nhà vô địch thậm chí đã mang vinh quang về trong màu cờ sắc áo, lại vào rửa bát, quét nhà để vợ thảnh thơi chơi với con trong ngày 20 tháng 10 và nhiều ngày khác hay không? Thì đó là một gợi ý để quý vị ngày hôm nay chúng ta có một ngày thật đáng nhớ bên cạnh những trải nghiệm đặc biệt trong sự kiện ngày hôm nay. Victory 8, xin cảm ơn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ quay trở lại với những trận đấu nảy lửa. And next, the boxer will compete in the lightweight class of 61 kilograms. And now please be welcome the fighter who was an Olympian and a stalwart of the Philippines national team before turning pro. He is 1 meter 69 tall and weighs 61 kilograms. Achieved 3-time SEA Games gold medalist 2009, 2011 and 2013. Và đó chính là võ sĩ tới từ Philippines, Charlie Suarez. I'm Charlie Suarez from Sawata San Isidro, Davao del Norte, representing Kings Warrior team. On Saturday night, watch out Vietnam. I'm gonna rock you out. I'm ready to rumble. Thưa quý vị, Charlie Suarez, 1m68, nặng 61kg, với thành tích 3 lần đạt huy chương đồng SEA Games 2009, 2011 và 2013. Một lần nữa một tràng vỗ tay thật lớn chào đón Charlie Suarez. Và thưa quý vị, đối trọng của Suarez trong trận đấu này sẽ là một cái tên mà với những người hâm mộ boxing Việt Nam có lẽ chúng ta sẽ rất quen. Một tay đấm với thành tích cực kỳ ấn tượng, không chỉ trong nước mà còn đấu trường quốc tế. Đó chính là Nguyễn Văn Hải. Wow, Nguyễn Văn Hải xuất hiện làm nóng lên quảng trường Đông Kinh nghệ thuật của chúng ta thưa quý vị. Và Nguyễn Văn Hải, he is 1 meter 69 tall and weighs 61 kilograms. He had impressed achievement with gold medal in national champion from 2008 to 2017. Tôi tên là Nguyễn Văn Hải, tôi thi đấu trong đội tuyển Ninh Bình. Tôi đến với Victoria để giành chiến thắng thuyết phục nhất. Great, he also had bronze medal at SEA Games 27. Silver medal at SEA Games 28 and 4 times become champion at Lesbian. Let's welcome Nguyễn Văn Hải! Thưa quý vị, Nguyễn Văn Hải đã từng thống trị giải vô địch quốc gia từ năm 2008 tới 2017. Huy chương đồng SEA Games 27, huy chương bạc SEA Games 28 và 4 lần đăng quang tại giải vô địch Lesbian. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị trọng tài chính điều khiển trận đấu này là Mr. Gerald Tormelon. Các giám định bao gồm giám định 1 ông Vũ Hùng Cường, giám định 2 ông Võ Đông Sơ và giám định 3 Mr. Sylvester Amza. Fighter from 4th round, you make a good lean fight, obey my command. All right, good luck.
Chỉ cần nhìn vào bảng thành tích của Charlie Suarez thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là anh là một đối thủ vô cùng đáng gờm. Một võ sĩ đã thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí còn đối đầu với cả huyền thoại boxing đương đại, đó là Lomachenko. Hai võ sĩ đang ngay lập tức có những pha trao trả đòn và tìm cảm giác của trận đấu. Charlie Suarez thể hiện một vẻ mặt rất tự tin trong trận đấu này. Hai võ sĩ đang bắt đầu vờ nhau. Nguyễn Văn Hải là một võ sĩ có lối đánh chủ động lách né, khiến đối thủ khó nắm bắt được tọa độ tấn công, và sau đó thì anh sẽ có những pha phản đòn áp sát rất hiệu quả. Tuy nhiên, Charlie Suarez cũng thể hiện mình là một võ sĩ cực kỳ đẳng cấp khi mà anh liên có cách gây áp lực ổn định nhưng mà lại rất từ tốn, đồng thời khiến cho đối thủ liên tục không thể thả lỏng bản thân. Combo của Suarez cũng vô cùng đa dạng, đánh đều cả vào phần thân và phần mặt của đối thủ. Và một đỉnh cao nhất của Suarez đó chính là việc tham gia Olympic Rio de Janeiro. Đây là ước mơ của mọi đấu sĩ, mọi tay găng. Charlie Suarez đã có 3 lần huy chương đồng SEA Games vào những năm 2019, 2011 và 2013, và còn có một chiếc huy chương bạc vào ASEAN 2014. Có thể nói là bảng thành tích của anh không hề thua kém bất kỳ ai, thưa các bạn. Như Văn Hải của chúng ta đang tiếp cận trận đấu một cách rất thận trọng, và anh đang chủ động có những bước phòng ngự trước đối thủ nặng ký Charlie Suarez. Tôi phần nào có thể cảm thấy được là võ sĩ Charlie Suarez đang có sự chủ động hơn trong việc tìm kiếm cảm giác ra đòn. Vừa rồi là những động tác nhấp nhử rất nhẹ nhàng của Charlie Suarez tìm kiếm những phản ứng của Nguyễn Văn Hải, và từ đó thì võ sĩ người Philippines sẽ có những pha trả đòn hiệu quả hơn. Và lần đầu tiên trong trận đấu này thì Nguyễn Văn Hải đã có một tình huống chủ động và ép đài đối với Victor Suarez. Văn Hải đang ra dấu hiệu rằng những đòn đánh của anh chưa hề hiệu quả đâu, chưa đủ sức mạnh đâu, thêm nữa đi. Vâng, phải nói là một chi tiết giúp cho Văn Hải chiếm ưu thế về mặt tinh thần đối với Suarez chăng? Bây giờ Suarez đang là người phải phòng thủ. Vừa rồi là một pha ra đòn chính xác của Nguyễn Văn Hải. Trận đấu chỉ còn, hiệp đấu đầu tiên chỉ còn chưa đến 10 giây, vâng, và kẻng rồi. Nạp nghe Red Bull để có năng lượng và tỉnh táo tức thì. Red Bull húc tung thách thức, tăng lực đích thực. Cả hai võ sĩ đang trở lại góc đài của mình. Có năng lượng và tỉnh táo tức thì. Đội tuyển Philippines đang đưa ra những chỉ đạo chiến thuật cho võ sĩ của mình. Và đồng thời phía bên góc đài đối diện thì võ sĩ người Việt Nam Nguyễn Văn Hải cũng đang có sự chỉ đạo về chiến thuật rất sâu sắc đến từ những đồng đội của anh. Đấu đầu tiên thì Nguyễn Hải đã chủ động lách né, khiến cho đối thủ của anh là Suarez rất khó bắt được vị trí mặt của mình. Có thể thấy là Nguyễn Văn Hải đã bắt nhịp ở trong trận đấu này khá là tốt và thể hiện được một tự tin rất là đẳng cấp ở trên đấu trường. Còn dù sao thì đây cũng là hai tay găng rất kinh nghiệm đưa anh Nam. Nguyễn Hải sinh năm 1988, đây là hai tay găng có tuổi đời ngang nhau. Cả hai đều đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm qua một thời gian dài chinh chiến khắp các đấu trường châu lục. Và tiếp tục như là đấu đầu tiên, ở những giây đầu tiên này thì Charlie Suarez đã liên tục có những tình huống tấn công trước Nguyễn Văn Hải. Một tổ hợp đòn rất tốt đến từ Charlie Suarez, và ngay khi Nguyễn Văn Hải trả đòn thì anh đã kịp lách ra. Cả hai bên đều đang cổ vũ cho nhau rất bùng nổ, thưa các bạn. Hai góc đài và ban huấn luyện của họ đang liên tục đưa ra những chỉ đạo chiến thuật cho võ sĩ. Charlie Suarez đang bị dồn ra phía rìa đài. Liên tiếp là những tình huống ra đòn của tay găng người Philippines. Ở đoạn đầu thứ 3 này thì chúng ta thấy xuất hiện nhiều tình huống Charlie Suarez bị dồn vào dây đài nhiều hơn rất nhiều. Tuy nhiên có thể quan sát thấy khá rõ ràng
đó là võ sĩ người Philippines tỏ ra rất là tự tin và thoải mái trong nhịp đánh của mình. Có lẽ đây là sự chủ động trong phòng thủ của chính anh, chứ không phải là sự dồn ép của Nguyễn Văn Hải. Và vừa rồi tình huống trả đòn rất hợp lý từ võ sĩ người Philippines cho chúng ta thấy là anh vẫn đang rất chủ động trong trận đấu này. Vừa rồi là hàng loạt tình huống ra đòn của Charlie Soares, và đây là đợt phản công dành cho Văn Hải. Cả hai tay găng đều ra rất nhiều những cú đánh, tuy nhiên thì vẫn chưa có một tay găng nào vượt qua được tay chắn của đối thủ cả. Đến thời điểm này của trận đấu thì chúng ta có thể thấy rằng Charlie Soares đang có những bước di chuyển linh hoạt hơn. Tuy nhiên đổi lại thì Nguyễn Văn Hải lại có sự vượt trội về sức đấm, cho nên anh đang cố gắng tìm kiếm một kẽ hở. Vâng, vừa rồi là một cú đấm thẳng phải vào hàm khiến cho Charlie Soares đã hơi loạng choạng. Cả hai võ sĩ gần như đang tận hưởng trận đấu của mình một cách vô cùng hứng thú thôi các bạn. Vâng, đây cũng là một nét đẹp của boxing. Một tình huống cho phải rất chính xác của Nguyễn Văn Hải. Liên tiếp là những tình huống vòng trái vòng phải của Soares. Tổ hợp đòn rất tốt của Charlie Soares, tuy nhiên Nguyễn Văn Hải chỉ đón nhận điều đó bằng một nụ cười. Vâng, anh đang ra những dấu hiệu rằng là anh không hề cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì với những tổ hợp đòn đó, và anh sẵn sàng chào đón thêm nhiều tổ hợp đòn nữa. Chính xác, bởi vì chúng ta có thấy được rằng mặc dù ra đòn rất nhiều nhưng Charlie Soares hầu hết chỉ đánh trúng găng của Nguyễn Văn Hải mà thôi. Những đòn đánh của Văn Hải dường như mang sức mạnh rất là lớn khi mà tiếng va chạm giữa đôi găng và cơ thể với đối thủ tạo ra tiếng vang rất lớn đến tận khu vực khán đài. Có một điều đặc biệt mà tôi và cái Nam chắc chắn đều thấy là nền tảng thế lực của hai tay găng trong trận đấu này là vô cùng tuyệt vời thôi nào. Hai hiệp đấu đang diễn ra rất nhanh và đã có tiếng kẻng kết thúc cho hiệp đấu thứ hai. Vẫn là một thế trận rất cân bằng đến từ Nguyễn Văn Hải và Soares ở đấu thứ hai này. Với cảm quan của tôi thì có lẽ là võ sĩ người Philippines Charlie Soares đã có những pha ra đòn có tính chuẩn xác hơn. Tuy nhiên, sự vượt trội về lực đánh thì lại đến từ võ sĩ chủ nhà người Việt Nam. Vừa rồi chúng ta thấy là một tình huống điển hình của đấu thứ hai khi mà Charlie Soares liên tục ra những combo đòn của mình nhưng không thể vượt qua được tấm tay chắn của Nguyễn Văn Hải. Có những pha xử lý tình huống rất tốt. Khi bị ép ra rìa đài, anh liên tục phòng thủ hiệu quả, và sau đấy là xoay góc khiến cho Nguyễn Văn Hải không thể tiếp tục tấn công. Ra đấu thứ ba chuẩn bị được bắt đầu. Hai võ sĩ bước đạo vào hiệp đấu tiếp theo với một pha mở đầu đến từ Charlie Soares. Vâng, một pha thẳng phải rất đẹp mắt, rất mạnh mẽ đến từ Nguyễn Văn Hải. Những tổ hợp đòn vòng phải và móc trái của Soares vẫn là những tình huống mà hai tay găng đang tìm kiếm cơ hội trong những pha cận chiến. Nguyễn Văn Hải đang tỏ ra rất muốn áp sát Soares trong những phút vừa qua. Lối đánh của Nguyễn Văn Hải đang được thể hiện rất rõ trên màn ảnh, thưa quý vị. Anh liên tục lách né để cố gắng dẫn dụ tình huống đối phương đấm trượt, và sau đấy thì anh sẽ tận dụng những thời khắc rất quý giá đó để áp sát khoảng cách và đưa ra những đòn đấm như búa tạ vào người đối phương. Tuy nhiên thì võ sĩ đến từ Philippines Charlie Soares đang có những pha xử lý tình huống rất tốt cả về khoảng cách và thời điểm, khiến cho Văn Hải chưa thực sự có thể sử dụng những đòn đấm của mình một cách hiệu quả được. Nguyễn Văn Hải đang bị ép vào góc đài. Những tình huống di chuyển rất tốt của Nguyễn Văn Hải. Nguyễn Văn Hải vẫn đang liên tục lách né và tìm cách dồn ép đối phương. Charlie Soares rất chủ động trong việc di chuyển. Có lẽ tôi thấy rằng điều mà Nguyễn Văn Hải cần phải làm lúc này đó chính là cần có sự chủ động bằng những cú đánh tầm xa, thưa anh Nam. Chắc chắn một điều với các bạn rằng là nếu Nguyễn Văn Hải muốn có một chiến thắng hiệu quả trong trận đấu này thì có thể là anh sẽ phải có một chút điều chỉnh về lối đánh hoặc chiến thuật, vì cho đến thời điểm này thì chúng ta chưa hề thấy rằng là
võ sĩ Nguyễn Văn Hải của chúng ta có thể áp đảo được chút gì so với Charlie Suarez. Charlie Suarez, võ sĩ người Philippines vẫn đang phòng thủ rất tốt. Có vẻ như Nguyễn Văn Hải đang chủ động phòng thủ giữa anh Nam. Đã xuất hiện ít hơn những cú đấm của Nguyễn Văn Hải, nhưng vừa rồi là một tình huống vòng phải tương đối chất lượng của tay găng người Việt Nam. Rất tiếc là cú đấm chỉ sượt qua má của Charlie Suarez và anh gần như không bị bất kỳ một tình huống choáng hay chấn thương gì. Đó là một tình huống chủ động ghi của Charlie Suarez. Hiệp đấu này đang chỉ còn khoảng 30 giây thôi các bạn, và có lẽ là Charlie Suarez vẫn đang nắm thế chủ động khá là tốt trong các tình huống đã diễn ra. Charlie Suarez đang cố gắng tạo ra sơ hở từ Nguyễn Văn Hải bằng tình huống bóc sườn. Vâng, như vừa rồi, tình huống vừa rồi lại cho thấy Charlie Suarez rất chủ động trong tình huống ra đòn và cả thời điểm ra đòn. Khi mà Văn Hải có thể đưa ra đòn phản công thì thường là anh đã quá muộn. Vừa rồi thì Văn Hải đã có một tình huống trượt ngã, và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp đấu thứ ba này. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị để chứng kiến hiệp đấu cuối cùng của trận đấu rất hấp dẫn này. Ở hiệp đấu vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được là vì sao mà võ sĩ Charlie Suarez lại có thể bước lên sàn đấu chuyên nghiệp cùng với huyền thoại Lomachenko được. Anh có một lối đánh có thể nói là cực kỳ thông minh, đầy đủ cả những tính chất về trí óc cũng như thể lực, thời điểm, khoảng cách đều rất là tốt, chưa kể là những bước di chuyển vô cùng huyền chuyển như là một con sóc. Vâng, tôi có thể thấy được sự tiềm ẩn về mức độ nguy hiểm ngay cả khi mà Charlie Suarez phòng thủ từ Hoài Nam rất tự tin và đầy chủ động. Một tình huống tấn công của Văn Hải, nhưng dường như tất cả các đòn tấn công đều chỉ rơi vào hàng rào phòng thủ, đó là đôi tay của võ sĩ người Philippines. Và round đấu cuối cùng, round thứ tư đã được bắt đầu. Và đây là cơ hội cuối cùng cho hai tay găng của chúng ta thể hiện tất cả những gì mình có để mang về chiến thắng. Võ sĩ người Philippines vẫn đang có những biểu hiện rất tốt như từ đầu trận đấu cho đến bây giờ. Anh nắm vững hơn đối thủ về thời điểm ra đòn cũng như khoảng cách và sự ra vào rất hợp lý. Văn Hải thể hiện rõ ràng rằng anh có một lực đấm vượt trội so với đối phương. Tuy nhiên là nếu mà quả đấm mà không rơi chính xác thì cũng sẽ không làm nên được một điều gì cả, thưa các bạn. Tuy vậy thì chúng ta cũng có thể vừa thấy là Charlie Suarez cũng còn một nền tảng thể lực là dồi dào như nào sau khi chứng kiến một tổ hợp đấm rất mạnh đến từ tay găng Philippines này. Với những võ sĩ đã dạn dày ở trường đấu chuyên nghiệp, với những trận đấu có thể kéo dài 10 hiệp, 12 hiệp, thì thực sự là một trận đấu 4 hiệp không phải là một bài toán quá khó về thể lực của họ. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất chính là vấn đề về chiến thuật, đúng không anh Hoài Nam? Vâng, tất nhiên khi số lượng hiệp đấu và tổng thời gian của trận đấu được rút ngắn lại thì sự bùng nổ của võ sĩ thường sẽ được ưu tiên hơn. Và đây là những tình huống như vậy, chỉ còn một hiệp nữa thôi để cho hai tay găng có thể thể hiện sự cố gắng và mang về chiến thắng của mình. Một tình huống ôm ghi của hai tay găng và trọng tài đã phải can thiệp. Từ đầu trận đấu đến giờ thì chúng ta gần như chưa bao giờ thấy là nụ cười tắt đi ở trên gương mặt của Charlie Suarez. Vâng, và vừa rồi là một pha thẳng trái rất tốt đến từ Nguyễn Văn Hải. Vì vậy thì đó cũng là một tình huống chọc rất nhanh của Charlie Suarez tới Nam. Đó cũng được coi là một tình huống phản công hiệu quả của tay găng đến từ Philippines. Một tình huống phản xạ rất tốt. Có thể thấy là Charlie Suarez đang có cách nối tổ hợp đòn cũng như là kiểm soát về thời điểm và góc đánh rất tốt, khiến cho Nguyễn Văn Hải không thực sự tìm được cơ hội để len lỏi vào hàng rào phòng thủ này. Nguyễn Văn Hải vẫn đang thể hiện khả năng né đòn rất linh hoạt. Còn 40 giây cho hiệp đấu thứ tư. Cá nhân tôi nghĩ rằng là trận đấu đang có một chút nghiêng phần lợi thế về võ sĩ người Philippines, và võ sĩ chủ nhà của chúng ta Nguyễn Văn Hải
sẽ cần phải làm tốt hơn để có thể giành đấy chiến thắng trong trận đấu này. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Nam, và có lẽ như Nguyễn Văn Hải cũng đang biết điều đó. Anh đang chủ động tấn công để mang về những điểm số của mình cho round đấu thứ tư này. Tuy nhiên chỉ còn khoảng 20 giây thôi, liệu có gì kịp không? Charlie Soares, dường như anh đang có một chút tiểu xảo, thưa anh Hoài Nam. Anh đang chủ động ôm ghi Văn Hải ở những tình huống cuối cùng này. Vâng, và ngay khi nghe tiếng cảnh báo chuẩn bị hết giờ thì Charlie Soares đã có một pha nhà vào tấn công. Và kết thúc round đấu thứ tư, chúng ta thấy được sự tự tin xuất hiện lên cử chỉ của Charlie Soares. Cả hai võ sĩ đang đi chào gặp ban huấn luyện đôi bên. Đây là một cách thể hiện tinh thần thượng võ vô cùng xứng đáng đối với buổi giao hữu boxing sinh quốc tế Victorious. Vâng, những nụ cười đã xuất hiện sau những cú đấm của hai tay găng. Một hình đẹp, một hình ảnh đó là vô cùng tuyệt vời. Và có lẽ là bây giờ thì một lần nữa chúng ta phải hồi hộp để xem rằng tay găng nào sẽ là tay găng giành chiến thắng trong trận đấu thứ 9 của Victorious đêm nay. Vâng, võ sĩ Charlie Soares đang có những màn đi chào khắp khán đài, có vẻ như anh rất tự tin vào kết quả trận đấu của mình. Những tình huống được quay chậm lại trong cả trận đấu thì chúng ta có thể thấy là võ sĩ Charlie Soares đã có những pha chủ động ra đòn rất hợp lý, điểm rơi đòn cũng rất tốt, khiến cho Văn Hải không thể phát huy được sở trường của mình.